Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 79, ngày 7, lời chỉ trích đau lòng. Kinh Thánh Côrintô nhì đoạn 1 câu 15 đến câu 18, câu ghi nhớ Châm Ngôn đoạn 15 câu 32. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Côrintô nhì đoạn 1 câu 15 đến câu 18. Côrintô nhì đoạn 1 từ câu 15 đến câu 18, Kinh Thánh Tân Ước trang 182. Bởi sự trông cậy đó, trước đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội phần. Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Macedoan, lại từ Macedoan trở về nơi anh em. Tại nơi đó, anh em đưa tôi đi qua xứ Giu-đê. Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là tôi theo xác thịt mà quyết định đến nỗi ở nơi tôi, khi thì phải, khi thì chăng sao? Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói với anh em cũng chẳng phải khi thì phải, khi thì chăng vậy. Khi thì phải, khi thì chăng có nghĩa là nói lúc này thì như thế này mà lúc khác thì khác, có nghĩa là nói không có cùng một cái lời trước sau như một mà nói khác nhau. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong Châm Ngôn. Châm Ngôn là sách sau Thi Thiên, gần chính giữa Kinh Thánh ha. Châm Ngôn đoạn 15 câu 32, Kinh Thánh Cựu Ước trang 607 đoạn 15 câu 32. Đây. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Ai từ chối lời khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Cái nghĩa là người ta khuyên dạy mình mà mình không nghe là mình khinh bỉ linh hồn của mình. Cái nghĩa là mình bị nguy hiểm, mình phải nghe lời khuyên dạy. Nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng, nghĩa là khi mình nghe lời góp ý, lời quở trách, lời dạy dỗ thì mình sẽ được khôn ngoan ra, mình được thông sáng. Bây giờ chúng ta vào trong phần tìm hiểu chuyến đi trong kế hoạch của sứ đồ Phao-lô, khởi hành từ Ê-phê-sô đến đâu các em? Cơ-rơ-tơ là gì? Côrintô, đến nơi anh em, nơi anh em đó là Côrintô, rồi chỗ của hội thánh Côrintô. Rồi từ Côrintô đi đâu? Từ Côrintô qua xứ Macedoan. Rồi từ xứ Macedoan lại trở về nơi anh em, nơi anh em, nơi mà ông Phao-lô đang viết thư cho những người này ở tại đâu? Tại Côrintô. Rồi từ Côrintô đi đâu nữa? Từ Côrintô đi Giu-đê. Sứ đồ Phao-lô rất mong đến thăm hội thánh Côrintô, nhưng sau đó ông đổi kế hoạch. Ông bị một số người chỉ trích là không đáng tin cậy. Ông muốn đến thăm hội thánh Côrintô, nhưng sau đó ông không đi được. Và một số người nói rằng ông hứa mà ông không đi, ông không làm. Có những sự việc
của người khác chúng ta không biết rõ sự thật nên không chỉ trích làm đau lòng nhau. Cái nghĩa là không phải Phaolô không giữ lời hứa, nhưng mà Phaolô có một cái việc khác quan trọng hơn, là Phaolô không thể đến thăm hội thánh được. Và ở đây chúng ta thấy có cái hình, thứ nhất là cái vòng tròn đỏ mà gạch ngang về là gì các em? Là cái bản cấm, có nghĩa là không nên làm như thế này. Và ở đây có một người đứng chính giữa, một bạn thiếu nhi đứng chính giữa, và mọi người 1, 2, 3, 4 người, đó là nhiều người chung quanh chỉ trích người này, nói xấu người này, lên án người này. Đây là điều không nên, bởi vì mình không biết rõ là nguyên do là vì sao mà họ làm như vậy. Cho nên thay vì như vậy thì mình phải cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ họ để họ có thể làm đúng. Thực hành: khi em làm sai và bị ba mẹ trách phạt, em nên có thái độ nào? Khi mình làm sai, mình bị ba mẹ trách phạt thì mình nên có thái độ nào? Bực mình không? Không, ba mẹ dạy mình mà. Nhận lỗi không? Nhận lỗi chứ. Nếu mình có lỗi thì mình phải nhận lỗi. Làm lơ? Không được. Thay đổi? Đúng rồi, mình thay đổi. Tìm lỗi ba mẹ để chỉ trích lại. Có nhiều bạn khi ba mẹ nói cái gì đó, ba mẹ cũng làm vậy mà, ba mẹ cũng thế này thế kia, không được như vậy. Rồi ở đây mình nhận lỗi thì ở đây mình phải xin lỗi. Như vậy là thứ nhất là mình nhận lỗi nè, thứ hai là mình xin lỗi nè, và thứ ba là mình thay đổi nè. Nó có vần nè, vần với nhau nè, các em cũng dễ nhớ phải không? Nhận lỗi, xin lỗi và thay đổi. Bây giờ chúng ta ghi ra lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa giúp em luôn lắng nghe lời khuyên dạy để trở nên người khôn ngoan. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn lắng nghe lời khuyên dạy để trở nên người khôn ngoan. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn lắng nghe lời khuyên dạy để trở nên người khôn ngoan. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em để chúng ta luôn lắng nghe lời khuyên dạy, cũng như chúng ta không có chỉ trích chê bai người khác. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.